Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay huấn luyện viên Gongokyun đưa thanh nhân vào đá chính ở trận đấu này. Ui giời ơi, tuyệt vời. Đánh đầu. Như nào thì phải nói tuyệt vời các bạn ơi. Một tình huống với mảng miếng tấn công rất tốt dành cho cầu thủ Việt Nam. Đấy, vẫn là Nhâm Mạnh Dũng đổi cái đầu mà đã mang về chiếc tấm huy chương vàng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở SEA Games. Và bây giờ chính cái đầu này rất có thể sẽ mang tấm vé tham dự vòng tứ kết dành